Hello, chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình nhận định thị trường và tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào đầu mỗi phiên. Và như vậy thì phiên giao dịch ngày hôm qua thị trường cũng tiếp tục lại một phiên giao dịch khá là rằng co khi mà áp lực bán vẫn tiếp tục diễn ra trong hầu hết xuyên suốt trong cái phiên giao dịch cả ngày hôm qua. Tuy nhiên đến phiên chiều thì lực cầu tham gia vào thị trường cũng đã tương đối là tích cực À, với những cái lực kéo từ các cái nhóm cổ phiếu của nhóm VN30 đã giúp cho VN-Index à, cuối cùng cũng đóng cửa được trong sắc xanh. Mặc dù nó là một trong à, những cái sắc xanh khá là nhẹ nhưng mà cũng đã giúp cho thị trường thoát đi cái áp lực giảm điểm vào đầu phiên và cũng như trong xuyên suốt phiên sáng và đầu phiên chiều trước đó. À, hiện nay thì xét à, ở trên cái đồ thị à, H1 thì à, chúng ta đang thấy cái diễn biến của thị trường vẫn tiếp tục đang có sự rằng co và Thái Lê cũng đánh giá là giờ cái việc mà rằng co của thị trường gần như nó sẽ à, giao dịch ở quanh cái ngưỡng đó là một hai hai mươi kéo dài cho đến một hai bốn mươi đây gần như sẽ là một trong những cái biên của vn index à, nó sẽ kéo dài có thể là trong à, một tới hai ngày tới một tới hai ngày tới tuy nhiên thị trường cũng đang đứng ở trước những cái ngưỡng cửa có thể là bứt phá tạo ra một cái cú đảo chiều xu hướng tức là trên ngắn hạn thời điểm hiện nay thì thị trường cũng đang có những cái dấu hiệu à, cho thấy cái sự tích cực hơn, cho thấy cái sự tích cực hơn khi mà uh, vùng giá nó đã vượt lên được ở trên cái vùng giao găm và cũng như là giá đang nằm giữ nhịp được ở, ngay ở trên cái vùng mây to ở đây các anh chị ha, à, đang nằm được giữ nhịp, đây là một trong những yếu tố rất là tốt. Ngoài ra nữa thì bây giờ xét ở trên các những cái đồ thị dài hơn thì chúng ta vẫn thấy cái trạng thái để mà tạo ra được cho thị trường một cái sự thuận lợi để bùng nổ hay là tăng điểm mạnh thời điểm hiện nay thì có lẽ nó cũng chưa có được một cái động thái tích cực hay ổn định. Tuy nhiên thì uh, những cái nhịp mà điều chỉnh của viên càng về sau này thì những cái nhịp điều chỉnh này nó sẽ uh, không còn sợ sợ về những cái vấn đề mà giảm điểm quá mạnh nữa. Ví dụ thời điểm hiện nay thì có thể là cái kịch bản của trong tuần thị trường vẫn đang nằm cần về một cái vùng hỗ trợ ở cái ngưỡng 1180 cho đến là 1200 thì cho đến sang tuần sau thì cái nhịp điều chỉnh của thị trường nếu có thì nó cũng chỉ nằm ở cái vùng là 1200 nữa mà thôi. À, thì đấy là cũng là một trong những yếu tố khá là tốt. À, xét về nhìn ở trên cái đồ thị à, của đồ thị ngày ấy, thì chúng ta vẫn chưa thể nhận ra được một cái sự ủng hộ đồng tình của thị trường khi mà những cái ngưỡng kháng cự liên tiếp khá là dày đặc của vn index ở trên này à, sát nhất nó vẫn sẽ là ở cái vùng một hai ba bốn như hôm qua thái lê chia sẻ đúng không một hai ba bốn rồi lên trên nữa thì một hai bốn mươi rồi kéo hơn nữa đó là một hai bốn tức là các cái ngưỡng kháng cự của vn index thời điểm hiện nay thì nó liên tiếp liên tiếp liên tiếp ở đây để mà tạo ra được một cái cú gọi là bùng nổ hay là có nhiều anh chị chúng ta đang suy nghĩ về cái việc là uh, bùng nổ theo đà hay là những cái phiên uh, break out vân vân thì những cái việc đấy Thái Lê đánh giá là nó sẽ cần phải một cái sự uh, tích lũy khá là ít nhất khoảng tầm 1 đến 2 tuần để tạo ra được cái sự đồng thuận Thái Lê thì vẫn sẽ tạo ra một cái uh, uh, kỳ vọng khi mà giải ngân lớn làm ở cái việc là khi mà đấy thực sự À, à, bứt phá được qua cái vùng 1245 với một cái nền tảng vững chãi còn không nữa thì chúng ta sẽ vẫn cứ bình tĩnh à, chờ đợi các anh chị có thể để ý kể cả một cái thời gian vừa rồi xuyên suốt là trong vòng hai ba tuần kinh doanh nó cực kỳ là khoai và cực kỳ là khó nhằn rất là khó đúng không có anh chị nào chúng ta có thể tạo ra được những cái tăng trưởng tốt của trong uh, thời gian vừa rồi thì đấy là một trong những uh, tỷ lệ phần trăm số lượng nhà đầu tư khá là ít ngay cả Thái Lê trong cái tư vấn của khách hàng xuyên suốt 2-3 tuần vừa rồi cũng khá là là phải nói là rất là nhạt bởi vì mình chỉ cập nhật về diễn biến thị trường còn một số cái cổ phiếu có những cái tín hiệu T cộng thì Thái Lê sẽ khuyến nghị các anh chị nhà đầu tư theo dõi vào ở các cái tín hiệu của từ ITP hay là các anh chị có thể theo dõi về các cái cập nhật nếu có ở đầu giờ sáng chứ còn lại để đợt này chúng ta hồ hởi mà kinh doanh với cái tỷ trọng cao thì thực sự là là không có nhiều thực sự là không có nhiều à, nhân ở đây thì các anh chị mà chúng ta chưa tải cái app chứng khoán iTP ấy, thì các anh chị có thể chụp cái hình này và các anh chị có thể tạo tải một cái app của iTP đây là một trong những app chứng khoán mà cực kỳ hấp dẫn và nó rất là thực dụng thực dụng à tại sao lại thái lê lại phải dùng cái từ thực dụng bởi vì về cái bản chất cái app này thời điểm hiện nay chỉ cấp đúng duy nhất cái tín hiệu mua và bán đó chỉ cung cấp cái tín hiệu mua và bán ở trên này thôi à và mỗi lần mà có cái tín hiệu mua hay bán thì sẽ điện thoại cũng sẽ 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 à, sẽ có một cái thông báo về điện thoại để các anh chị chúng ta có thể cập nhật được những cái thông tin này rất là hay nếu các anh chị chưa tải cái app này thì nhớ tải cái app này nhá À, và các anh chị có thể trải nghiệm ban đầu bằng các cái tín hiệu miễn phí này. Ở cấp độ miễn phí còn nếu các anh chị đã là khách hàng của ITB à, thì các anh chị có thể đăng ký ở gói VIP 2 hoặc là nếu các anh chị là chưa là khách hàng của ITB các anh chị có thể mở một cái tài khoản giao dịch ở tại SSI theo ID 2767 của Thái Lê ở đây. Thì à, với cái điều kiện là nạp tối thiểu 50 triệu thì các anh chị có thể được hoàn toàn miễn phí sử dụng à, cái gói VIP 2 này để nhận các cái tín hiệu cũng như cập nhật thêm các cái thông tin khác ở trên app chứng khoán ITB các anh chị nhá. Ok, bây giờ thì quay trở lại về 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 về, về các cái nhóm ngành bởi chúng ta cũng nói qua về thị trường. Như vậy thì đánh giá về thị trường thì vẫn là một trong những quá trình giằng co. Thái Lê vẫn chưa cho một cái góc nhìn khá là tốt hay là tích cực gì ở thị trường thời điểm hiện nay bởi vì tất cả vẫn là những cái tín hiệu ngắn hạn và nó không có được cái view để chúng ta có thể yên tâm đi xa được. À, đơn cử thì vẫn có những cái cổ phiếu sẽ đi ngược được dòng so với diễn biến của thị trường, nhưng mà chúng ta vẫn à, vẫn phải lưu ý về cái tỷ trọng như vậy là tỷ trọng nó sẽ đang khá là khó. Ngày hôm qua thì sau những cái giai đoạn mà thị trường tăng khá là mạnh ở cái nhóm chứng khoán, đây là một cái nhóm mà Thái Lê cũng đang khá là quan tâm về cái một cái cú đảo chiều đấy. Thì ngày hôm qua nó cũng đã có những cái sự đảo À, điều chỉnh rồi sau đó nó còn lại có một cái cú bật lên là đây là một trong những cái điểm mà chúng ta hoàn toàn là đang lưu ý và đang khá là kỳ vọng đúng không? đang lưu ý và đang khá là kỳ vọng cho cái cú đảo chiều như thế này. Tuy nhiên thì với cái nhóm mà nhóm như nhóm chứng khoán, nhóm chứng khoán thời điểm hiện nay thì hôm qua có một số cái doanh nghiệp nó có liên quan đến một số hạng mục của các doanh nghiệp đầu tư công có về điện máy đang có yêu cầu và thanh tra của Bộ Công an thì cũng đang là một trong những tâm điểm có được cái sự ảnh hưởng. Tuy nhiên những cái cú mà nó có đảo chiều xu hướng của vượt trên Kijun rồi test lại ở đây thì đây là một trong những cái tín hiệu rất là tốt ở trong cái quá khứ nhá. Đang một trong những tín hiệu khá là tốt nên là Thái Lê sẽ rà soát cùng với các anh chị à, một số cái cổ phiếu của nhóm chứng khoán. Trước khi chúng ta đi vào cái bộ lọc này đó, thì thời điểm hiện nay nó đang có những dấu hiệu khá là tốt như cả SSI này SSI thì Thái Lê sẽ chờ đợi rơi vào khoảng tầm 2-3 phiên nữa Thì mới có thể xem xét được như VCI nó hồi lên Thì ở đây là đã chạm lên ở cái ngưỡng cản rồi Đó, Như VND chưa kịp đảo chiều xu hướng thì đã rơi Thật sự là khá là đáng tiếc HCM thì cũng chạm cản lên đây rồi Có rất là nhiều cổ phiếu đã có những cái hồi phục khá là nhanh Nhưng mà cũng đã sớm chào cản cá biệt là MBS là cái cổ phiếu mà Thái đây cho rằng là vẫn đang tạo ra được những cái sự mạnh mẽ hơn hẳn so với cái nhóm ngành Tuy nhiên thời điểm hiện nay thì nó đang đang có mạnh ở hai cái dao gam này hai cái cây dâu gam này và hai cây dâu gam này thì với kiểu như thế này nó sẽ vẫn còn phải có cái sự tích lũy kéo dài trong một vài phiến nữa ha FTS cũng chạm cản ở đây thì nó tin hay không tin thì nó cũng giảm thôi đúng không nó lại có cái cú điều chỉnh vậy nên anh chị nào mà có t cộng được rồi có lời như lợi nhuận rồi thì có thể tranh thủ chốt lời đi rồi Vic vẫn đang tăng quá trình tạo nền. Vic không có gì thay đổi thì một đến hai ngày tới tức là ngày hôm nay và ngày mai nữa nó có thể xác nhận được một cái tín hiệu đảo chiều xu hướng đấy à nha bsi cũng vậy nó như nhóm chứng khoán là nhiều cổ phiếu bắt đầu có tín hiệu đảo chiều nhưng nhiều cổ phiếu đã hồi phục lên ở các cái vùng cản này rồi cơ hội kinh doanh nó thực sự là không không còn có nhiều nữa ok bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua cái rà soát cổ phiếu này các anh chị đang theo dõi cái chương trình này thì bớt chút thời gian ấn like và ấn subscribe ủng hộ cho kênh youtube của itp cũng như ủng hộ cho thái lê các anh chị nha bây giờ thì chúng ta ra soát xem này liệu cái danh mục T cộng cũng đã vắng bóng một thời gian cũng một thời gian khá là dài rồi Thì để Thái Lê sẽ cập nhật trở lại xem có cổ phiếu gì không pc 1 có vẻ đang có những dấu hiệu ha vào tương đối là ổn đấy. Vào tương đối là ổn. À, cái hỗ trợ này thì hơi 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 ngại cái là nó tích lũy đến mấy phiên ở đây rồi. Nó chạm một lần, hai lần, ba lần nữa, ba lần. Đấy, tương tự như SGR cũng vậy. Nó test đi test lại hỗ trợ dầu găm đến hai ba lần. STB cú hồi lên cũng chạm cản giao găm rồi Rất là nhiều cổ phiếu đợt này nó hồi lên chạm đúng ở cái điểm giao găm Kinh doanh rất là khó Đấy, Nên là không phải là thị trường khi nào cũng hoạt động khi nào cũng kinh doanh được đâu các chị Có những thời điểm rất là khoai Nam Á quá đẹp ha Nam Á phải nói là những cái cổ phiếu khác biệt chạm về hỗ trợ cái này bật lên luôn thôi chúc mừng nhà đầu tư điểm này thì không còn là điểm mua gì nữa cả rồi nếu mà thị trường áp sen thì là điểm mua nhưng mà với cái thị trường hiện nay thì rất là khó để chúng ta có thể đưa ra được quyết định cổ phiếu này thì nó mua bán có vẻ hơi ảo ha <laughs> nhìn cứ lên lên xuống xuống kiểu này thì không ai có thể kiểm soát được sàn cũng là cổ phiếu mà Thái Lê cũng thấy khá là tốt, đang khá là kỳ vọng. Nhưng mà ngày hôm qua nó không bật được trên được 75, 76 thì hơi đáng tiếc ấy. Là cơ hội của nó đang có vẻ chậm lại hơn rồi. Rồi PNG, PNG vẫn là một cổ phiếu tốt. Vẫn là một cổ phiếu tốt này. PNG kéo dài từ cái ngày trước ngày mùng 1 tháng 8 cái ngày mà chúng ta dừng lại đúng không? Thì bây giờ PNG vẫn đang là cổ phiếu mà có thể chờ đợi được như vậy là trong vòng 2 tuần vừa qua thì PNG uh, gần như nằm yên luôn. Nó tích lũy như thế này là cũng hơi bị ghê đấy đúng không? Tích lũy như thế này là cũng hơi bị ghê á. Ok thì uh, cái anh chị mà kinh doanh thì chúng ta cũng thể nghĩ ra được đối với PNG thời điểm hiện nay nhé. CV nhóm phân bón vẫn bật lên rất là tốt đạm cà mau cũng đang tích lũy nền này ở đối với đạm cà mau thì nó sẽ có những cái vùng hỗ trợ 38 36 rồi để ta lên thì xem mà cái đồ thị ngắn hơn chắc chúng ta chờ thêm một ngày nữa hay. ha chờ thêm một ngày nữa hoặc nếu mà cái chị có mua sớm đối với đạm cà mau thì hãy mua dưới giá 36 dưới 36 thì chắc nó sẽ ổn thỏa hơn Rồi một lát nữa tài Lê sẽ ra soát lại một số cái nhóm ngành chủ lực nữa. Wow, thì nhìn chung là cũng không có nhiều cái cổ phiếu có tín hiệu thời điểm hiện nay để kinh doanh này khá là khó nhỉ rồi sang một cái nhóm nữa mà Thái Lê cũng đang khá là ưu tiên cho cái vũ theo dõi ấy, đảo chiều à, đó chính là cái nhóm thép đó là cú đảo chiều của nhóm thép bởi vì thời điểm hiện nay nhóm thép vẫn là một trong những nhóm mà đang có cái áp lực giảm điểm rất là mạnh và như ở hòa phát Thái lê đang rất là kỳ vọng cho một cái điểm mua của hòa phát nằm ở ngưỡng khoảng 24.5, 24.5 cho à, vậy nên đối với như hòa phát có thể là một đến hai viên rơi nữa chúng ta có thể nghiên cứu để bắt đáy được đối với cái cổ phiếu này một à, đến hai viên nữa yeah, 24 đại hoa sen vẫn đang hành trình đi xuống, hoa sen thì vẫn hôm nay vẫn tiếp tục giảm, nam kim cũng vậy, nam kim mặc dù nó có đang có cái hỗ trợ ở đây nhưng mà có thể là những cái cú giảm tiếp theo của nam kim nó sẽ tạo ra một cái cú phân kỳ à, theo dõi thôi à, cũng chưa có điểm mua à, thì đây là một trong những cái nhóm mà à, thái lê cũng đang ưu tiên để à, quan sát à, xem là có thể là tham gia sớm được cái vào cái thời điểm nào thời gian qua nhóm dệt may cũng là nhóm mà đang thu hút dòng tiền khá là tốt này nói chung diễn với cái diễn biến thanh khoản của thị trường thời điểm hiện nay á thời điểm hiện nay thì không có chưa có nhiều để nói là chưa có nhiều cơ hội cũng rất là ít đúng không anh chị à, gần như đoạn vừa rồi là thái lê cũng kinh doanh là cũng coi như là có một cái giai đoạn là reset lại bản thân rồi một giai đoạn là ngồi đi nghiên cứu những cái nội dung khác chứ còn lại cũng không tập trung nhiều vào cái việc mua mua bán bán bởi vì cái giai đoạn vừa rồi mua mua bán bán nhiều các chị sẽ không mang lại được những cái hiệu quả đâu, khó rất là khó để tạo ra được cái hiệu quả. Rồi có lẽ thì trên đây là cái tổng hợp diễn biến của thị trường và một lần nữa thì Thái Lê cũng muốn cập nhật với các anh chị đó là chúng ta lưu ý cái kịch bản diễn biến của thị trường vẫn đang là ở trong những cái vùng cản trong ngắn hạn đang có những cái chiều hướng tốt hơn nhưng mà nó sẽ uh, chưa thể tạo ra được những cái cú bứt phá mạnh được mà gần như nó sẽ tạo ra cái sự rằng co có xăng thì nếu mà thị trường ở phương hướng thuận lợi thì cũng phải là kéo dài ít nhất cho đến sang tuần kéo dài ít nhất sang tuần trên một hai bốn năm tạo ra được cái nền tích lũy khi đấy dòng tiền tham gia vào nha thì đấy mới là cái thời điểm mà chúng ta sẽ ưu tiên có thể giải ngân lớn còn với những anh chị mà chúng ta muốn tham gia theo dõi diễn biến thị trường và thanh khoản thấp thì các anh chị có thể tải cái app chứng khoán itp để chúng ta có thể cập nhật theo dõi được kịp thời nhất các anh chị ha rồi bye bye xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo